Thưa anh chị em, hôm nay là lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Nhưng bài tin mừng trong thánh lễ thì lại không phải là bài tin mừng kể chuyện Chúa Giêsu lập phép thánh thể, mà là bài giảng của Chúa Giêsu về bánh hằng sống. Cho nên tôi nghĩ là để hiểu được bài giảng của Chúa Giêsu, chúng ta phải đặt cái bài tin mừng này trong bối cảnh của tin mừng theo Thánh Gioan. Nếu anh chị em trực tiếp đọc thì sẽ thấy đề ở đây, bài tin mừng này là một trích đoạn ở trong chương 6 của tin mừng Gioan. Chương 6 bắt đầu bằng câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Nhưng mà Thánh Gioan không gọi đó là một phép lạ, mà gọi là dấu lạ. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là những gì mà người ta nhìn thấy đó, Chúa Giêsu làm cho bánh đang ít mà thành nhiều để nuôi dân, nó chỉ là những cái bên ngoài thôi. Và những cái bên ngoài đó là dấu chỉ để diễn tả cái nội dung bên trong, là nói về chính Chúa Giêsu là bánh hằng sống, gọi là dấu lạ. Tiếc là người ta lại không hiểu được cái điều đó. Người ta chỉ thấy có mỗi cái điều đó. Bây giờ ông này ông giỏi quá, ông làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, cho nên là họ tính tôn Chúa Giêsu làm vua. Có ông vua kiểu này thì đỡ quá, đâu có phải đi làm ăn gì đâu, cứ mỗi buổi sáng ông ấy làm phép lạ cái là ngon lành đó. Và chính vì vậy Chúa Giêsu phải lánh đi một nơi khác. Và khi mà người ta nhất định đi tìm Chúa Giêsu cho bằng được, thì Ngài mới nói với họ thế này: các ông, các bà, các anh, các chị đi tìm tôi không phải là vì thấy dấu lạ, mà chỉ vì được ăn bánh no nê thôi. Thì câu đó cũng đáng cho chúng ta suy nghĩ. Không chỉ người Do Thái ngày xưa, mà con người ở mọi thời đại, thưa anh chị em, thường là chỉ lo đến miếng ăn, đến nhu cầu vật chất, không nghĩ được cái gì nó xa hơn, nó cao hơn. Cho nên sẵn sàng đánh đổi miếng ăn và nhu cầu vật chất để chấp nhận bị tước đoạt những cái giá trị cao quý như là tự do, là tình yêu, là tình nghĩa con người. Sẵn sàng bán hết, miễn sao ta có tiền, thỏa mãn nhu cầu vật chất. Thế nhưng tuần trước khi suy niệm về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, tôi có chia sẻ với anh chị em, Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa của tình yêu hiệp thống. Con người chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, có nghĩa là để sống cái tình yêu hiệp thống đó. Và càng sống tình yêu đó phong phú bao nhiêu thì mình càng là người bấy nhiêu. Thế cho nên ở nơi con người không chỉ có miếng ăn và nhu cầu vật chất cho dù là cần thiết, còn có những nhu cầu cao quý hơn. Tôi xin lấy một ví dụ bằng cách là kể lại cho anh chị em nghe một sự kiện mới đây thôi. Vào cuối tháng 5 vừa rồi, người ta trao giải thưởng Templeton cho một nhà khoa học. Anh chị em thường mỗi năm thì nghe nói đến giải Nobel, Nobel Hòa Bình, Nobel Văn Chương, Nobel Kinh Tế, Nobel Y Khoa chẳng hạn. Đó là những giải thưởng cao quý dành cho những nhân vật có những thành tựu lớn. Không có cái giải Nobel nào cho đời sống tâm linh tôn giáo cả, thấy không? Thế thì cái giải Templeton này, người ta nhìn đó như là một giải Nobel giá trị hơn 1 triệu euro, hơn 1 triệu đô la, tương đương với giải Nobel. Và giải này đặc biệt được trao cho những người dành cuộc đời của mình để nghiên cứu khoa học và đồng thời thúc đẩy đời sống tâm linh tôn giáo. Năm nay, giải thưởng đó được trao cho ông Francis Collins. Hiện nay ông là giám đốc
của Viện Sức Khỏe Quốc gia Hoa Kỳ, và cũng là nơi đang tập trung nghiên cứu để điều chế và sản xuất vaccine chống COVID-19. Trước đó cả chục năm, ông đã viết một quyển sách rất nổi tiếng, bán chạy lắm, mà lại là một cuốn sách tôn giáo. Cuốn sách có tựa đề là Ngôn Ngữ của Thiên Chúa, Nhà Khoa Học Trình Bày Bằng Chứng về Niềm Tin Tôn Giáo. Bây giờ người ta trao giải thưởng cao quý đó cho ông. Thế thì trong một cuộc phỏng vấn có người đặt câu hỏi mà nghe nói vào ngày xưa ông là người vô thần mà sao bây giờ ông lại là Kitô hữu. Ông ta mới kể là đúng là như vậy. Từ nhỏ cho tới lớn tôi như người vô thần vậy. Tôi không nghĩ gì về Thiên Chúa, về đức tin tôn giáo hết. Và đến năm tôi 27 tuổi, lúc đó đang là bác sĩ thực tập trong bệnh viện, tôi chứng kiến hàng ngày những bệnh nhân cho dù sử dụng các thứ phương pháp, biện pháp y khoa tốt nhất vẫn không qua khỏi, vẫn chết. Và những bệnh nhân đó khi tôi có dịp gần gũi trò chuyện với họ, họ nói với tôi nhiều điều, và tâm trí tôi bắt đầu xuất hiện nhiều câu hỏi. Những câu hỏi mà không có mặt ở trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, những câu hỏi mà khoa học tự nhiên không trả lời được. Chẳng hạn như là tại sao lại có cái vũ trụ này thay vì không có gì hết. Người ta bảo vũ trụ này được bắt đầu bằng Big Bang, một vụ nổ lớn, nếu anh chị em đọc sách khoa học. Thế thì trước cái vụ nổ lớn đó, nó là cái gì? Chúng ta nói đến chân thiện mỹ, đến cái đẹp, đến sự thật, đến sự thiện, nhưng mà nó là cái gì? Dựa vào đâu mà nói chân thiện mỹ? Tình yêu là cái gì? Thiên Chúa có hiện hữu hay không? Và nếu có Thiên Chúa, Ngài có quan tâm đến tôi không? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong tâm trí ông bác sĩ trẻ đó. Và dần dần ông khám phá ra Chúa Giê-xu mới có thể mang lại những câu trả lời cho những vấn nạn sâu xa trong tâm hồn. Ông quyết định chịu phép rửa và trở thành một Kitô hữu, và là một Kitô hữu nhiệt thành. Ông còn có cả một trang web để thúc đẩy người ta đối thoại giữa tôn giáo và khoa học. Đó, anh chị em, nhất là các bạn trẻ ngồi trong nhà thờ này, có thấy không? Ai dám bảo là tôn giáo và khoa học không thể đi đôi với nhau? Ai dám bảo là tôn giáo là mê tín dị đoan, chỉ dành cho những kẻ bình dân ít học, còn những người có hiểu biết thì không ai ta theo đạo? Một cái câu chuyện rất là cụ thể, thực tế. Và từ đó chúng ta thấy rõ hơn câu lời Chúa trong bài đọc thứ nhất hôm nay mà anh chị em có lẽ thuộc lòng. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Không chỉ là tấm bánh vật chất, mà chúng ta còn phải sống nhờ tấm bánh lời Chúa. Thế bây giờ tôi mời anh chị em đi xa hơn một bước nữa. Không chỉ là bánh lời Chúa, nhưng là bánh thánh thể. Khi Chúa Giê-xu nói, ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn thịt ta và uống máu ta sống đời đời. Anh chị em hình dung ra coi, bây giờ một người không phải là người Công giáo, người ta nghe cái câu này, ai ăn thịt ta, ai uống máu ta, người ta hiểu sao? Chắc người ta nghĩ trong bụng, cái đạo này ghê quá, thế kỷ 21 rồi mà còn ăn thịt với uống máu người thế này thì đúng là mọi rợ. Cho nên người Do Thái ngày xưa người ta phản ứng có gì khó hiểu đâu. Người ta phản ứng là trời ơi, làm sao ông này có thể lấy thịt ông mà cho tôi ăn được. Nhưng mà Chúa Giê-xu khẳng định như vậy.
Thế thì chúng ta phải hiểu thịt và máu ở đây là toàn bộ con người Chúa Giêsu. Tôi nói điều này không phải là cá nhân tôi đâu, mà là chính Đức Benedicto thứ 16 giải thích. Toàn bộ con người Chúa Giêsu. Cho nên mình đừng quan niệm cái việc rước lễ nó quá vật chất, là tôi ăn một tấm bánh, không phải. Mà là tôi đón lấy toàn bộ con người Chúa Giêsu, giáo huấn của Chúa và chính sự sống của Chúa. Tôi đón nhận bằng đức tin. Cho nên khi linh mục nói mình thánh Chúa Kitô, anh chị em thưa amen, con tin chắc như vậy. Và tôi đón nhận bằng tình yêu. Nhờ cái sự đón nhận như vậy, chúng ta nên một với Chúa. Như Chúa Giêsu nói, ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Và khi chúng ta được nên một với Chúa thì cũng được nên một với nhau trong hội thánh Chúa. Bởi vì thánh Phaolô nói ở trong bài đọc thứ hai, chúng ta nhiều người lắm nhưng cùng ăn một bánh và uống một chén. Cho nên làm nên một thân mình. Anh chị em biết không, ngày xưa dâng lễ nhiều khi là một tấm bánh to thế này, và linh mục bẻ ra mỗi người một miếng. Cho nên chúng ta tuy nhiều nhưng ăn cùng một bánh, uống cùng một chén, ta làm nên một thân mình. Và khi đón nhận Chúa Giêsu như vậy là đón nhận cái sự sống của Chúa, sự sống của Đấng Thiên Chúa hằng sống. Cho nên chúng ta cũng đón nhận cái sự sống đời đời Chúa ban cho chúng ta. Đặc biệt người công giáo nào mà trong giờ hấp hối trước khi qua đời lại không mong ước được gặp linh mục, được xưng tội, được sức dầu thánh, được chịu phép sức dầu và được rước lễ gọi là của ăn đàng. Anh chị em nhớ không? Thành thử ra khi anh chị em cùng với tôi đọc lại cái bài tin mừng này, trong toàn bộ chương 6 của tin mừng theo thánh Gioan, chúng ta thấy từ bánh vật chất nâng lên tới bánh lời Chúa, nâng lên tới bánh thánh thể là thịt máu Chúa Kitô. Mỗi một khi chúng ta đến đây dâng thánh lễ, Chúa dọn ra cho chúng ta bàn tiệc bánh lời Chúa, bánh thánh thể. Chính vì vậy mà bí tích thánh thể là nguồn mạch và cao điểm của đời sống Kitô hữu chúng ta. Vậy thì hôm nay lễ mình máu thánh Chúa Kitô không những là với sự hiểu biết về mặt lý trí, nhưng xin Chúa khơi dậy đức tin nơi chúng ta, để với sự hiểu biết và ý thức đức tin như vậy, chúng ta cùng nhau dâng thánh lễ hôm nay và thánh lễ mỗi một ngày với tất cả lòng yêu mến, để nhờ đó được nên một với Chúa, được hiệp thông với nhau và đón nhận sự sống vĩnh cửu Chúa ban cho chúng ta. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe thánh Phaolô nói ở trong bài đọc thứ hai: thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi sẽ truyền lại cho anh em. Nghĩa là sao? Nghĩa là thánh Phaolô tông đồ không có tự sáng tác ra cái chuyện này, mà là ngài đón nhận từ nơi Chúa và ngài truyền lại cho các tín hữu thời của ngài, và cũng truyền lại cho chúng ta. Thế thì ngài truyền lại cái gì? Ngài viết tiếp thế này: trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: đây là mình thầy, hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Thưa anh chị em,
Mỗi khi chúng ta quy tụ cùng nhau như thế này để dâng thánh lễ là chúng ta làm theo lệnh truyền của Chúa Giêsu. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Và như thế thì thánh lễ nào cũng là lễ mình máu thánh Chúa Kitô hết. Nhưng tại làm sao hội thánh lại dành hẳn một Chúa Nhật là lễ trọng kính mình máu thánh Chúa Kitô? Là bởi vì nhắc để chúng ta khỏi quên. Anh chị em hình dung hiện nay tại nhiều nước gốc Kitô giáo lâu đời ở phương Tây mà người ta không còn đến nhà thờ dự lễ Chúa Nhật nữa. Người ta không còn làm việc này mà nhớ đến Chúa Giêsu nữa. Và vì thế cái ký ức về Chúa Giêsu, cái hình ảnh về Chúa Giêsu cứ càng ngày nó càng phai nhạt đi, đạo càng ngày càng mất dần. Thế còn chúng ta ở Việt Nam thì may mắn là anh chị em tín hữu vẫn thường xuyên đến nhà thờ, nhất là vào Chúa Nhật, để dâng thánh lễ, để làm việc này mà nhớ đến Chúa Giêsu. Thế nhưng có khi chúng ta làm thường xuyên riết là nó thành thói quen mà mình không còn ý thức cái việc mình làm nữa. Và vì thế ngày lễ hôm nay là để nhắc chúng ta ý thức hơn về việc mà mình cử hành. Thế thì cùng với lời của Thánh Phaolô Tông Đồ, anh chị em mới nghe bài Tin Mừng kể chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi cả 5.000 người ăn. Tôi biết chắc chắn một điều là anh chị em nghe câu chuyện này nhiều lần lắm rồi chứ không phải một lần. Thế anh chị em thấy câu chuyện này nó có liên quan gì đến thánh lễ mà mình dâng không? Mà nếu nó có liên quan thì nó liên quan làm sao? Ở chỗ nào? Tôi đặt câu hỏi như vậy có ý để chúng ta thấy vấn đề. Thế bây giờ tôi mời anh chị em cùng với tôi đọc lại cái câu chuyện mà Thánh Luca kể về Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để xem là cái câu chuyện này liên hệ với thánh lễ mà chúng ta dâng ra làm sao. Thánh Luca bắt đầu thế này: hôm ấy Chúa Giêsu nói với đám đông về nước Thiên Chúa. Tôi dám chắc là anh chị em ít để ý đến cái câu mở đầu này. Chúng ta chỉ nhớ chuyện Chúa làm phép lạ thôi, sao mà Chúa của mình sao giỏi dữ vậy, làm phép lạ nuôi mấy ngàn người ăn. Nhưng mà trước khi Chúa làm phép lạ thì cái câu rất là quan trọng: hôm ấy Chúa Giêsu nói với đám đông về nước Thiên Chúa. Ngài giảng dạy đã, rồi sau đó mới đến chuyện phép lạ. Giảng dạy đã. Thế bây giờ trong thánh lễ thì làm sao? Thì cũng vậy thôi. Thánh lễ có hai phần chính, và phần thứ nhất là phụng vụ lời Chúa. Và trong phần phụng vụ lời Chúa này, chúng ta nghe các bài đọc Kinh Thánh, nào là Cựu Ước rồi Tân Ước, và quan trọng nhất là bài Phúc Âm, hay ta quen gọi bây giờ là bài Tin Mừng. Rồi linh mục dựa vào lời Chúa trong các bài đọc để giảng. Cho nên ông linh mục ở trong nhà thờ mà đứng ở tòa giảng này là để giảng lời Chúa, chứ không phải giảng chuyện linh tinh. Giảng lời Chúa chứ không phải là giảng sự khôn ngoan của thế gian. Nhưng mà tôi muốn nhắc anh chị em cái điều đấy. Bây giờ thì chắc là không còn nữa, nhưng mà cách đây không lâu vẫn có người Công giáo nghĩ rằng làm sao mà tôi đến nhà thờ kịp cái lúc mà linh mục đọc lời truyền phép, thế là tôi chu toàn bổn phận đi lễ Chủ Nhật rồi. Thế coi như cái phần mà giảng lời Chúa là vứt đi rồi, không cần nghe lời Chúa. Thế mà đang khi đó Thánh Luca nói với chúng ta rõ ràng: hôm ấy Chúa Giêsu nói với đám đông về nước Thiên Chúa. Ngài giảng lời Chúa đã, rồi sau đó mới là chuyện phép lạ. Rồi thế bây giờ chúng ta nghe tiếp Thánh Luca kể: ngày đã bắt đầu tàn,
nhóm 12 đến bên Chúa Giêsu thưa người: Xin Thầy cho đám đông về để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn. Chúa Giêsu bảo: Chính anh em hãy cho họ ăn đi. Các ông đáp: Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá thì làm sao mà nuôi cả ngàn người ăn. Dù chỉ là 5 cái bánh và 2 con cá, nhưng mà có cái gì thì cứ đem đến cho Chúa. Cái phần đóng góp của mình. Thế bây giờ anh chị em nhìn vào thánh lễ chúng ta dâng coi. Sau khi nghe lời Chúa rồi thì tiếp tục là cái gì? Dâng lễ vật. Anh chị em thấy không? Cũng giống như là các tông đồ ngày xưa đem 5 cái bánh và 2 con cá đến cho Giêsu. Bây giờ chúng ta dâng lễ vật, dâng bánh, dâng rượu. Và khi mà linh mục dâng lễ vật thì thông thường là ca đoàn hát, cho nên chúng ta không nghe được cái lời cầu nguyện của linh mục lúc đấy. Ông linh mục chủ tế ông ấy dâng bánh, dâng rượu mà ông ấy đọc là: Chúc tụng Chúa là Chúa thể càn khôn, vì Chúa rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Anh chị em thấy hay không? Cái tấm bánh đó là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Cho nên ở trong tấm bánh đó đó, trong chén rượu đó đó, có mồ hôi nước mắt của anh chị em đấy, có lao công vất vả của anh chị em đấy, có những hy sinh hằng ngày của anh chị em đấy, nó gói ghém ở trong tấm bánh và chén rượu đó. Chúng ta dâng lên Chúa. Và thời xưa đó, cùng với việc dâng bánh, dâng rượu, thì người tín hữu đi lễ thế này, người ta đem theo, người thì nải chuối, người thì trái xoài, người thì cái bánh, người thì cái bánh tét, có gì đem đấy. Để làm cái gì? Linh mục tập trung vào đó. Sau thánh lễ, ở trong họ đạo có ai nghèo thiếu thốn đến nỗi không có cái gì ăn, chia sẻ cho người ta. Ngày hôm nay thì anh chị em đâu còn ai mà đem nải chuối với lại trái xoài đến nhà thờ nữa. Nhưng mà anh chị em đóng góp bằng tiền bạc. Anh chị em xin lễ là một cách đóng góp. Anh chị em bỏ tiền thau nhà thờ, đó là cái cách đóng góp, là của lễ mình dâng cho Chúa, chứ không phải là mình dùng tiền ấy để mua thánh lễ. Đừng nghĩ bao giờ nghĩ như vậy. Không có cái tiền nào mà mua được thánh lễ nữa. Bán cả cái thế giới này đi cũng không mua được, chứ đừng có nói vài đồng bạc của chúng ta. Nhưng mà là của lễ chúng ta dâng. Có 5 cái bánh và 2 con cá làm sao mà nuôi đủ 5.000 người ăn. Nhưng mà Chúa bảo có cái gì thì cứ đem tới đây. Đấy, chúng ta có gì thì chúng ta cũng đem đến cho Chúa. Kết tụ ở trong tấm bánh và chén rượu đấy. Rồi sau đó, cái phần này là quan trọng nhất này. Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Thế trong thánh lễ thì làm sao? Cũng vậy đấy, bánh, rượu, lễ vật của anh chị em đấy. Trong phần phụng vụ thánh thể, linh mục là người có chức thánh. Linh mục làm lại cử chỉ của Chúa Giêsu, đọc lại những lời mà chính Chúa đã dạy, cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: đây là mình Thầy. Thế thì lúc đấy không còn phải là bánh nữa, mà đã trở thành mình Thánh Chúa Kitô. Nhìn bên ngoài thì vẫn là tấm bánh, nhưng không còn phải là bánh nữa, mà là mình Thánh Chúa Kitô. Thần học tìm nhiều cách giải thích về cái mầu nhiệm này, làm sao mà là bánh mà lại không còn phải là bánh mà lại là chính Chúa Kitô. Thần học tìm cách giải thích. Thế chẳng hạn như là cho đến nay cái cách giải thích
chính thức của Hội Thánh Công Giáo chúng ta là lý thuyết biến bản thể. Nhưng mà tôi nói thật với anh chị em, tôi không có nói với anh chị em về cái lý thuyết đấy. Bởi vì những cái từ ngữ như là bản thể hay là tùy thể, đó là những từ ngữ và khái niệm triết học, mà là triết học kinh viện. Nó cách chúng ta nhiều thế kỷ rồi, mình rất là khó tiếp thu. Cái quan trọng là trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu cầm bánh và Chúa nói: đây là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Linh mục đọc lại cái lời đó theo lệnh Chúa truyền, cầm lấy bánh và đọc: đây là mình Thầy. Chúng ta tin rằng cái tấm bánh đấy đã trở nên mình Thánh Chúa. Chính vì vậy mà sau khi truyền phép, linh mục mới sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Đúng là mầu nhiệm đức tin. Nếu mà chúng ta không có đức tin thì không thể nào mà chấp nhận cái điều đó. Cho nên nếu ở trong câu chuyện Thánh Luca kể, Chúa Giêsu làm phép lạ, 5 cái bánh và 2 con cá mà nó trở thành nhiều để nuôi cả 5.000 người ăn, thì thưa anh chị em, thánh lễ là một phép lạ đấy. Có con người nào trên trần gian này mà có thể làm cho tấm bánh đấy trở thành mình Thánh Chúa Kitô? Không có ai có khả năng làm hết. Giáo hoàng cũng không làm được nếu mà tự thân giáo hoàng. Nhưng mà là chính Chúa làm qua dụng cụ của Chúa, khí cụ của Chúa là các linh mục có chức thánh. Phép lạ vẫn được thực hiện trong mỗi thánh lễ. Và sau đó Thánh Luca kể tiếp, mọi người đều được ăn, ăn no nê. Chúng ta cũng vậy. Sau khi linh mục đọc lời truyền phép rồi, đến phần rước lễ, tất cả anh chị em đều lên ăn cái tấm bánh đó, ăn chính mình Thánh Chúa Kitô. Mình Thánh Chúa Kitô trở nên lương thực ban sự sống, không phải là sự sống thể lý vật chất, mà là sự sống thiêng liêng, sự sống đời đời cho chúng ta. Bây giờ anh chị em thấy cái câu chuyện phép lạ hóa bánh ra nhiều này liên hệ đến thánh lễ của chúng ta chưa? Tôi hy vọng là anh chị em thấy, giúp cho mình hiểu được ý nghĩa của thánh lễ mà chúng ta cử hành. Và khi hiểu như thế thì mỗi khi quy tụ cùng nhau ở đây để dâng thánh lễ, chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha đã ban con một của Ngài là Chúa Giêsu cho chúng ta. Tạ ơn Chúa Giêsu, bởi vì Ngài đã hiến chính thân mình Ngài làm lương thực nuôi sống chúng ta. Và cùng với lời tạ ơn đấy là ý thức đức tin, là khi tôi đón nhận mình Thánh Chúa, tôi được nên một với Chúa. Thế thì bản thân tôi cũng phải cố gắng làm sao để nên giống như Chúa mỗi ngày nhiều hơn. Cho nên Thánh Phaolô Tông Đồ mới khuyên chúng ta là: anh chị em hãy mang trong tâm hồn anh chị em những tâm tư của Chúa Giêsu. Ước gì mỗi khi dâng thánh lễ, nhất là sau khi rước lễ, chúng ta cũng mang lấy những tâm tình của Chúa Giêsu đưa vào trong đời sống hàng ngày, đời sống cá nhân, đời sống gia đình, đời sống xã hội của mình. Như vậy, thực sự bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh đời sống đức tin của chúng ta. Thưa anh chị em, nếu anh chị em để ý lắng nghe cả 3 bài đọc kinh thánh trong thánh lễ hôm nay, thì có một từ được lặp đi lặp lại nhiều lần. Anh chị em đoán thử xem là từ gì? Đó là từ giao ước. Ở trong bài đọc thứ nhất, tác giả sách Xuất Hành kể cho chúng ta nghe việc Thiên Chúa lập giao ước với dân Israel. Ông Mô-xê lấy sách giao ước đọc cho dân nghe.
Rồi ông ấy lấy máu chiên rẫy trên bàn thờ và ông ấy nói: đây là giao ước Chúa lập với anh em. Và đến bài tin mừng thì Thánh Marco kể cho chúng ta chuyện Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, và Chúa cầm lấy chén rượu và Chúa nói: đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Rồi cả bài đọc thứ hai nữa cũng nói đến Chúa Giêsu Kitô là đấng trung gian của giao ước mới. Cho nên cái từ giao ước nó được lập đi lập lại nhiều lần trong các bài kinh thánh hôm nay. Và đây là một chủ đề lớn, nếu không nói là chủ đề rất quan trọng trong toàn bộ kinh thánh Kitô giáo của chúng ta. Mới đây có một thầy đại chủ sinh xin tôi viết lời giới thiệu cho một cuốn sách mà thầy dịch từ bản tiếng Anh. Tác giả của cuốn sách là một giáo sư kinh thánh của Đại học Steubenville ở bên Mỹ. Và trong cuốn sách giúp cho người ta hiểu về kinh thánh thì ông ấy tập trung vào chủ đề giao ước, nhắc lại suốt giao ước của Chúa với Noe, rồi giao ước của Chúa với Môsê, rồi giao ước mới mà các tiên tri loan báo, và đỉnh cao là Chúa Giêsu. Thế nhưng mà đây không phải là lớp kinh thánh, tôi chỉ nhắc lại chút cái điều đó để anh chị em thấy đây là một chủ đề lớn trong bộ kinh thánh của chúng ta. Và tôi băn khoăn là không biết là làm cách nào để diễn giải cho anh chị em cảm thấy nó dễ hiểu mà nó gần gũi với đời sống của mình. Thế thì tôi nghĩ đến kinh nghiệm mà hầu hết anh chị em đều có, đó là giao ước hôn nhân. Tôi nghĩ đến điều đó là bởi vì ở trong kinh thánh nhiều lần các tiên tri vận dụng cái hình ảnh tình yêu vợ chồng để nói về mối quan hệ của Thiên Chúa với dân của Chúa. Thế cho nên chúng ta tạm mượn cái hình ảnh giao ước hôn nhân để suy nghĩ về giao ước với Chúa này. Bây giờ anh chị em là những người có kinh nghiệm rất thực, thế thì khi hai vợ chồng mà quyết định ký kết với nhau một giao ước hôn nhân, cái quyết định đó nó khởi đi từ đâu? Chắc chắn là từ tình yêu đó. Hai người nam nữ yêu thương nhau thì quyết định kết hôn với nhau, và yêu thương nhau đến nỗi như kinh thánh nói họ không còn phải là hai nhưng là một thân xác. Cái ngoài tình yêu ra thì có cần đến niềm tin không? Tôi nghĩ là có chứ. Nếu mà không tin vào tình yêu của người ta dành cho mình là một tình yêu chân thành thì làm sao mà dám mà ký kết giao ước? Nếu mà không tin là người ta thật lòng với mình thì làm sao mà dám ký kết giao ước? Cho nên là trong tình yêu hàm chứa cả niềm tin. Và khi ký kết giao ước như vậy thì hai bên có lời cam kết. Lời cam kết mà anh chị em trong ngày làm lễ cưới đó công khai tuyên bố ở trong nhà thờ trước sự hiện diện của linh mục và của cả cộng đoàn: xin nhận người này làm vợ hay là làm chồng, hứa giữ lòng trung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Đó là lời cam kết. Thế bây giờ từ đó chúng ta nhìn vào cái giao ước mà Chúa ký kết với mình, Chúa lập với mình và mình ký kết giao ước đó con. Khi chúng ta chịu phép rửa tội và trở thành Kitô hữu là mình ký kết giao ước với Chúa đấy. Và cái giao ước đó nó cũng phát xuất từ niềm tin, không những là tin rằng Thiên Chúa có thật mà còn tin rằng Thiên Chúa yêu thương tôi đến nỗi hiến mạng sống vì tôi, như Thánh Phaolô nói. Và chính vì chúng ta tin vào tình yêu của Thiên Chúa như thế, cho nên mình mới ký kết giao ước với Chúa. Và trong giao ước đó có lời cam kết. Ở trong thời cựu ước đó thì khi ký kết giao ước, ông Môsê ông ấy đọc sách giao ước.
đọc những điều khoản của giao ước, tức là 10 điều răn đấy, cho dân nghe và dân chấp nhận. Khi Chúa Giêsu đến thì Ngài tiếp tục lập lại 10 điều răn ấy, chứ Ngài không có bác bỏ. Và Ngài tóm kết lại trong điều răn, gọi là điều răn mới, điều răn yêu thương. Đấy là lời cam kết của chúng ta với Chúa. Thế bây giờ anh chị em hiểu là tất cả chúng ta khi mang danh là Kitô hữu thì đã ký kết và giao ước với Chúa. Khi thiết lập bí tích thánh thể, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Mỗi khi chúng ta dâng thánh lễ là chúng ta làm việc này để nhớ đến Chúa Giêsu, và cũng có nghĩa là chúng ta làm mới lại cái giao ước mình đã ký kết với Chúa. Làm mới lại bằng cách nào? Nếu tôi xin anh chị em nhìn lại thánh lễ mà chúng ta cử hành, nhiều khi quen quá là mình không có quan tâm đủ. Thánh lễ bắt đầu với phần xã hội. Tôi xin hỏi anh chị em là hai vợ chồng đã ký kết giao ước hôn nhân với nhau, nhưng mà trong đời sống hàng ngày đó, liệu anh chị em có trung thành 100% với cái lời giao ước đó không? Tôi tin là anh chị em trung thành, nhưng mà cũng có lúc này lúc khác chứ. Ít ra là trong tư tưởng, rồi trong lời nói nhiều khi mình cũng xúc phạm đến nhau. Thế thì trong giao ước với Thiên Chúa cũng vậy, có lúc này lúc khác chúng ta không trung thành với giao ước cho đủ. Chính vì thế mà mình phải sám hối. Rồi đến phần phục vụ lời Chúa. Ở trong thời Cựu Ước thì ông Mô-xê ông ấy đọc sách giao ước cho dân nghe. Ngày hôm nay khi chúng ta cử hành thánh lễ thì có phần phục vụ lời Chúa. Anh chị em nghe các bài kinh thánh để thấy những kỳ công Chúa thực hiện như thế nào, và đâu là những đòi hỏi cho mình, những cam kết đối với mình là người Kitô hữu đã có giao ước với Chúa. Rồi đến phần phục vụ thánh thể mà tâm điểm là lời truyền phép. Và lời truyền phép đó vị linh mục chủ sự đọc không phải là với tư cách cá nhân của ông ấy, mà là với tư cách của Chúa Kitô, in persona Christi. Đây là mình thể, đây là máu thể, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Đấy là cái lúc mà chúng ta làm mới lại giao ước với Thiên Chúa đấy. Và khi mình rước lễ, nó là một lời tuyên xưng về giao ước, gắn bó với Chúa đến độ nên một với Chúa, được chia sẻ cùng một sự sống, cùng một vận mệnh. Tôi muốn nhắc lại chút như vậy để anh chị em thấy là mỗi một thánh lễ chúng ta dâng là mình làm mới lại giao ước với Chúa. Và chính vì thế mà hội thánh dạy rằng bí tích thánh thể vừa là suối nguồn, vừa là chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu. Hôm nay dâng lễ mình và máu thánh Chúa Kitô, xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ lại cái điều hết sức căn bản đó. Mỗi khi tôi dâng thánh lễ là tôi làm mới lại giao ước với Chúa, làm mới lại tình yêu với Chúa, để thánh lễ trở thành suối nguồn dẫn đường cho chúng ta trong đời sống Kitô hữu mỗi một ngày một tốt đẹp và xứng đáng hơn. Amen.